Hội nghị nước Liên Hợp Quốc đã bế mạc hôm qua sau khi thông qua chương trình nghị sự về nước và nhiều cam kết ý nghĩa khác. Trong tuyên bố đưa ra sau hội nghị, Quỹ Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên đã hoan nghênh hội nghị đưa vấn đề nước làm ưu tiên trong chương trình nghị sự toàn cầu, sóng lên hồi chuông cảnh báo về cuộc khủng hoảng nước trên toàn thế giới. Quỹ Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên cho rằng, Hội nghị nước Liên Hợp Quốc đã cho thế giới thấy rằng đoàn kết cùng hành động có thể đảo ngược những thất bại trong hàng thập kỷ qua liên quan đến các hành động về nước và sự hủy hoại hệ sinh thái nước ngọt. Chương trình nghị sự của Hội nghị nước lần này đã đề ra một loạt cam kết hành động có ý nghĩa quan trọng, từ việc lựa chọn thực phẩm thông minh hơn cho tới việc đánh giá lại tài nguyên nước như một động lực kinh tế và là một phần di sản văn hóa của hành tinh. Tuy nhiên, Quỹ Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên cho rằng các cam kết chỉ có giá trị khi biến thành hành động thực chất. Cũng theo Quỹ Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên, hội nghị lần này chính là lời kêu gọi hành động đối với mỗi người trên hành tinh nhằm đẩy nhanh sự thay đổi để giải quyết cuộc khủng hoảng nước trên toàn thế giới. Thống kê cho thấy, hiện có 2,3 tỷ người đang sinh sống tại các quốc gia nơi nguồn nước còn hạn chế, trong đó hơn 733 triệu người, sắp xỉ 10% dân số toàn cầu, sống ở các quốc gia có tình trạng thiếu nước nghiêm trọng. Khan hiếm nước, hạn hán, lũ lụt, ô nhiễm và các tác động khác của cuộc khủng hoảng đang là những thách thức chính đối với lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn bền vững. Tình trạng đốt rơm rạ và các vụ cháy rừng đang gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại nhiều tỉnh thành của Lào. Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường Lào, tình trạng ô nhiễm không khí tới mức nguy hiểm được ghi nhận tại thủ đô Viêng Chăn, các tỉnh Audom Say, Luang Nam Tha, Bokeo và đặc biệt là Luang Prabang. Mật độ bụi mịn tại các địa điểm này đã vượt ngưỡng an toàn. Bộ Tài nguyên và Môi trường Lào khuyến cáo người dân sống tại khu vực chịu ảnh hưởng của ô nhiễm nên đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và tốt nhất là hạn chế ra ngoài trời.